Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel First Date. Thì như các bạn cũng nhìn thấy dưới tiêu đề rồi, thì trong video ngày hôm nay Gà sẽ chia sẻ về 6 dòng son mà Gà cảm thấy là thích hợp nhất và màu sắc tươi trẻ nhất dành cho những cái bạn mà chuẩn bị bước vào năm học mới. Thì lúc mà Gà quay cái video này á, thì hôm nay là ngày 7 tháng 8 và có lẽ là Gà sẽ up nó trong vòng từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 8. Thì bản thân Gà đã phải đi học lại từ ngày 5 tháng 8 rồi, nhưng mà Gà biết là có một số bạn, những bạn mà bây giờ mới học cấp 3 thì hình như là phải tới 15 tháng 8 thì mấy các bạn mới đi học lại, đúng không? Thì chúng ta phải đi học, tất cả chúng ta đều phải đi học. Nói chung là chúng ta sẽ phải dùng một khối lượng rất lớn thời gian trong cuộc đời để đi học đối với những người mà chưa học xong, ví dụ như Gà và các bạn. Thì tiêu chuẩn để lựa son để đánh đi học á, thì thường thường là Gà sẽ chọn những cái màu mà nó cam cam, nó trẻ trẻ, nhìn nó dễ thương, dễ chịu, không có bị đậm quá. Và đặc biệt là video này thì Gà muốn hướng nhiều đến là các bạn học sinh đang học cấp 3, thì ở một số trường cấp 3 thì thậm chí là nghĩ là hình như còn không cho trang điểm nữa thì phải. Vậy nên những cái màu Gà lựa trong video ngày hôm nay thì cũng tương đối là tự nhiên. Không nói nhiều nữa, chúng ta cũng bắt đầu video ngày hôm nay luôn nha. Thì cái cây son đầu tiên mà Gà muốn nói đến trong video ngày hôm nay đó là cái cây này, cây son 3CE, màu mà Gà thích nhất là màu 226, màu Brunch Time. Thì cái cây này nè, cái màu của nó thì hiện tại cũng đang đánh ở trên môi luôn. Thì Gà không biết là nãy giờ sau khi Gà nói ăn ăn thì nó có trôi hết không, nhưng mà Gà sẽ đánh lại thêm một lần nữa cho các bạn hình dung rõ cái màu ha. Thì căn bản á, đây là một cái màu cam mà nó có pha một xíu đất và một xíu, nói chung là nó cũng hơi đỏ đỏ, nó có một tí ánh đỏ trong này. Thì đặc điểm của những cái cây son mà có cái màu như vậy nè, thì nó sẽ giúp cho cái khuôn mặt của mình khi vừa mới đánh xong á, thì nhìn nó sẽ rất là tươi sáng. Có nghĩa là cái cây này sẽ rất là thích hợp cho những bạn nào mà dù có không make up đi nữa thì đánh lên thì nhìn mặt cũng sẽ rất là tươi, đúng không? Nó là nhìn mặt siêu cấp tươi luôn. Thì đối với cái màu son này á, thì Gà rất là highly recommend cho những cái bạn nào mà buổi sáng hơi vội một chút xíu, những ngày mà nhìn mình cảm thấy là hơi mệt mỏi, hoặc là những cái ngày mà mình không có muốn làm cho mọi thứ trên mặt mình nó mặn mà hơn, thì mình chỉ cần đánh cái màu này thôi thì Gà cũng cảm thấy rất là xinh rồi. Và cái chất son của 3CE á, thì đây, các bạn có thấy là nó cũng khá là mòn, nó khá là cũ rồi, đúng không? Thì tại vì cái cây này thì Gà đánh rất là thường xuyên, và chủ yếu là Gà luôn luôn để cây này ở trong túi, bởi vì Gà cảm thấy cái màu này thì nó dễ dùng, và đặc biệt là nó không bị già quá, nó không bị dừ quá nữa, thì đánh nhìn nó trẻ trẻ thì nhìn nó rất là dễ thương. Xét về chất son á, thì cái cây này nó theo cái hướng là nó hơi semi matte, không hẳn là semi matte đâu, mà nó sẽ là kiểu matte luôn á, nhưng mà nó không có phải là cái dòng mà kiểu siêu cấp lì, mà nó lì tuy nhiên là nó vẫn sẽ có một xíu độ ẩm, nên lúc mà đánh lên thì nhìn căn bản là môi của mình thì cũng có một tí gì đó rất là ẩm mượt. Và một điểm nữa khiến Gà rất thích ở cái màu này đó chính là nó không có kén da và nó cũng không kén men răng, có nghĩa là những bạn mà da ngâm thì vẫn có thể dùng được. Đó, như vậy nè. Chung màu rất là xinh, đúng không? Màu 226 nha, thôi. Còn nếu mà phải tìm một điểm để trừ, gọi là chê cái son này, thì chắc là sẽ chê cái packaging. Tại vì cái vỏ mà như vậy nè thì nó sẽ rất là dễ bám á, vân tay, dễ bám bẩn á. Nè, là để trong vỏ nên nó cũng bẩn tương đối rồi. Thì Gà cảm thấy là Gà sẽ thích cái vỏ nào mà nó lì hơn. Cái vỏ dòng lì màu đen á thì Gà thích cái vỏ dòng đó hơn. Tuy nhiên là cái màu này thì nó lại nhìn bắt mắt hơn. Mỗi thứ một cái, không thể nào mà muốn hết tất cả mọi thứ được. Chất son này tẩy trang rất là dễ, đồng nghĩa với việc nó bám cũng không lâu lắm. Nói chung là nếu mà mình không ăn không uống gì á thì nó có thể bám được trong vòng 3 đến 4 tiếng, còn nếu mà mình ăn đồ dầu mỡ thì chắc chắn nó sẽ bị trôi trong lòng môi, và đặc biệt với những cái bạn mà có môi nhỏ như Gà thì nó sẽ trôi hết luôn. Xong rồi, tới cái dòng son thứ hai mà Gà muốn nhắc đến trong video ngày hôm nay, thì đây thì chính là cây Lip Crush Matte của It Skin. Thì cái cây son này Gà biết là nó cũng không có gọi là siêu cấp lạ kỳ gì, tại vì đây thật ra là một cây son mà người ta nói là drip của cái cây 3CE, cái cây son kem của 3CE á. Nhưng mà cái cây này thì giá của nó rẻ hơn rất là nhiều. Các bạn có thể tìm mua trong khoảng giá là từ
101 tới 103 thôi. Và đặc biệt là hình như là gà thấy là ngay cái ngày mà gà quay cái video này thì cây son này nó được sale á, nó sale chỉ còn 85 hay 95 nghìn gì á, thì kiểu siêu cấp rẻ luôn. Và màu gà có ở đây thì đây là màu 03. Thì bây giờ gà sẽ đánh lên môi cho các bạn xem nha. Thì nãy giờ là môi gà không có son thì nhìn gà như con chết chui vậy đó, gà biết. Bây giờ sẽ đánh son lên là nhìn tươi liền. Mình sẽ dùng một cái tăm bông nè, lên cái phần viền ra. Mặc dù nó thuộc cái dạng là velvet lip, tuy nhiên là gà thấy thì chất son của nó khô rất là nhanh và bám trên môi cực kỳ đỉnh cao. Và cái màu sắc của cái cây này nè thì nó sẽ là một cái màu mà nó hơi nghiêng cam, nghiêng hồng, tuy nhiên là cái base hồng của nó nhiều hơn. Cái màu này sẽ thích hợp hơn với những cái bạn mà da sáng á. Tuy nhiên là cái bạn nào da sáng rồi thì đánh cái màu này sẽ rất là xinh. Nó làm cho cái mặt mình tươi lên, nhìn nó rất là kiểu Hàn Quốc. Nó hơi bợt nha, tuy nhiên là nó hơi bợt vì nó hơi bợt như vậy nên nó sẽ phù hợp với những bạn nào da trắng hơn. Nhưng mà đương nhiên á là một cái chất son như vậy thì nó sẽ yêu cầu một cái bờ môi mà nó không khô quá. Nếu mà nó khô á thì những cái chất mà kiểu kem á nó sẽ dễ động lại mấy cái rãnh môi á. Thì như vậy nói chung là nó sẽ không có đẹp đâu. Nhưng mà nếu mà bạn nào có một làn da trắng và một cái bờ môi đủ ẩm thì gà cảm thấy là cái dòng son này sẽ rất là thích hợp. Thì cái màu này là cái màu mà gà cảm thấy là khó dùng rồi á. Tuy nhiên là trong bảng màu á thì nó sẽ có rất là nhiều màu khác. Có màu số 9 là màu đỏ đất, cũng rất là đẹp. Một màu nào đó, màu kem cháy, nói chung là nhiều lắm. Cây này nó có tới gần 20 màu lận. Và nếu mà các bạn không thích màu này thì các bạn cũng có thể tham khảo những màu khác trong bảng màu của cây này ha. Nhưng mà nói chung thì nhìn chung thì nó cũng được. Nói chung là nó cũng cái vibe mà cái màu này mang lại á, nó sẽ một cái vibe rất là dễ thương, rất là tự nhiên, rất là Hàn Quốc á. Nên căn bản là gà cảm thấy là gà nói màu này không có xấu lắm, đúng không? Bây giờ tẩy nè. Các bạn có thể thấy là cái cây này á thì bởi vì nó là dạng kem á nên nó sẽ bám chặt hơn là cái cây specialty lúc nãy. Và sau khi mà gà tẩy xong thì nó vẫn còn một ít gọi là màu bám lại á, vẫn còn ít lớp tint ở dưới á nên nhìn mặt mình cũng tương đối là hồng hào. Rồi dòng son thứ ba mà gà muốn nhắc đến trong video ngày hôm nay á thì đây là cây Roman See Through Lip Tint. Màu gà có ở đây là màu 05 Brick Cover. Thì ngay cái tên Brick Cover các bạn cũng đã hình dung một phần về cái gọi là cái màu của nó rồi đúng không? Cây này thì mình mới mua nên mình vẫn còn nguyên vỏ. Giờ mình sẽ mở cái vỏ ra. Xin lỗi các bạn là bởi vì gà đang bị cảm á nên cái giọng ở trong video ngày hôm nay nghe nó rất là weird. Thì đây là cái packaging ha. Nói chung là cái cây này thì gà đánh giá cái packaging của nó sẽ không bằng cái cây nổi tiếng của cái Roman đâu. Một cái dòng rất là nổi tiếng của Roman là Roman Juicy Lip Tint hả ta? Nói chung là không nhớ. Tuy nhiên là Roman này có một cái dòng son tint rất là nổi tiếng. Và cái packaging thì nó kiểu đẹp hơn á. Tại vì cái vỏ, cái nắp này nó làm cùng màu với lại là cái vỏ dưới này luôn thì gà thích hơn. Tuy nhiên á là cái dòng tint cái kia thì nó hơi bóng. Mà gà thì gà không biết được gà thích son bóng. Tuy nhiên là nó vẫn sẽ phải có một cái độ nhung mượt ở trên môi á. Nên gà cảm thấy là gà thích cái dòng này hơn. Và cái màu này nè, cái dòng này tên là See Through Matte Tint ha. Có nghĩa là lúc mà đánh lên thì căn bản thì nó cũng sẽ khá là lì. Rồi đây, cái màu này nè thì các bạn có thể thấy đây là một cái màu đỏ đỏ, đất đất. Nói chung là kem kem. Màu này đánh lên thì trắng da cực kỳ. Bây giờ sẽ đánh cho các bạn xem. Đó, chỉ cần một lớp thôi là nó rất là xanh rồi. Cái màu này thì căn bản nó sẽ như thế này nè. Thì các bạn có hiểu không? Ý là khi mà mình mới đánh lên á thì nhìn nó có vẻ rất là kiểu tint nó cũng hơi bong bóng á. Tuy nhiên là khi nó khô á thì nó sẽ bám rất là chặt vào môi. Và ngoài ra thì cảm giác của nó ở trên môi không quá dễ chịu. Nói chung là không tới mức là nhẹ môi nhưng không cảm nhận được gì. Nhưng mà tuy nhiên khi mà mình cảm nhận được cái môi của mình nó có cái gì đó đang bám chặt vào á thì mình sẽ có niềm tin là son trên môi của mình sẽ khó trôi hơn là lúc mà nó nhẹ quá xong lúc nó trôi xong mình cũng kiểu nó bẩn đi luôn á, mình còn không biết là mình đánh son thì khi mà nó trôi đi mình cũng không biết là đã trôi luôn. Các bạn có hiểu không? Và đặc biệt là cái màu này các bạn có thấy không, khi mà đánh lên á thì nó rất là sáng da. Nó thì rực hơn cái cây Brunch Time lúc nãy một chút xíu, nó rực hơn cái cây lúc đầu một chút xíu. Cây này của 3CE này thì cái màu này nó có vẻ là nó rực hơn. Tuy nhiên á là lúc mà đánh cái màu mà nó rực như vậy á thì cảm giác mình lại tươi sáng hơn một chút xíu nữa. Và ngoài ra thì cái màu này nó không có bị già lắm á. Các bạn có thấy không? Không có cảm giác gì là nó già luôn.
Và đặc biệt thì Gà rất là thích những cái màu cam như vậy. Cái hồi mà Gà vẫn còn đi học á, thì Gà biết là những cái màu cam mà nó nghiêng hơi cam nhiều hơn như thế này á, thì bây giờ nó sẽ không trendy nữa. Tuy nhiên là những cái sắc như thế này thì vẫn rất là, đối với Gà vẫn rất là dễ thương, rất là kiểu con nít á, rất là kiểu học sinh này nọ. À, ngoài ra thì cái sắc đất á, trong cái màu son này thì cũng có. Vì vậy nên chúng ta sẽ không có sợ bị xỉn da hoặc là xỉn răng khi mà đánh cái màu son này đâu. Thì lau đi thôi. Nên màu này lúc tẩy trang á, nó cũng có để lại một cái ít màu kiểu lớp tint ở dưới á. Rồi, cái cây son tiếp theo mà Gà muốn nhắc đến trong video ngày hôm nay chính là cây son Black Rouge Avid Velvet. Yeah. Cái cây son này thì căn bản nó đã rất là nổi tiếng rồi đúng không? Thì Gà cảm thấy là đây chắc không có bạn nào chưa từng thử qua cây son này đâu không? Thì đối với Gà đây là một trong những cây son Velvet mà Gà cảm thấy là ok nhất, chất lượng tuyệt vời nhất. Cái bột nhung của cái cây Black Rouge này nè, mình thấy nó đỉnh hơn rất nhiều so với cây Bourjois. Tại vì cái cây Bourjois thì lúc mà mình đánh lên á, nó vẫn còn hơi bột bột, hơi cận cận. Chứ cây này là Gà thấy cái chất nhung của nó mịn như nhung thật luôn, trời ơi. Và cái màu mà Gà muốn nói đến trong video ngày hôm nay đầu tiên là màu A19. À, đây là một cái màu, mình sẽ mở ra cho các bạn xem ha. Đó, nó là một cái màu như thế này nè, hơi đỏ đỏ, có một tí ánh màu hồng hồng, một tí ánh cam cam. Nói chung là cái màu này khá là khó giải thích, thì Gà sẽ đánh lên môi các bạn xem ha. Thật sự là cái chất nhung của cái cây son này quá đỉnh luôn. Nói chung là Gà nghĩ là Gà hợp với kiểu đánh lòng môi hơn, nên Gà sẽ chỉ đánh lòng môi, sau đó tán ra thôi. Thật sự là cái chất son của cây này lên phải nói là nó cực kỳ đỉnh, nó nhẹ, nhẹ lắm luôn á. Nó nhẹ mà giống như cảm giác là cái môi của mình có một cái lớp xốp gì đó nó đang ở trên vậy đó. Làm Gà cảm thấy nói chung là rất là thích. Đây là một trong những chất son mà Gà cảm thấy yêu thích nhất. Thậm chí là Gà cảm thấy là hình như chỉ có son Hàn Quốc mới làm được chuyện này, còn mấy cái cây son Velvet của Âu Mỹ thì sẽ không làm được đâu. Thì các bạn có thể thấy đây là một cái màu, nó để nhắc lại đây là màu gì nha. Đây là màu A19. Thì theo cái bìa này nè, thì các bạn có thể thấy là có vẻ đây là một cái màu đỏ mà nó hơi cam cam đúng không? Tuy nhiên là khi mà mình đánh lên thì mình sẽ thấy sắc đỏ nhiều hơn, và đặc biệt là với môi Gà nữa thì cái sắc đỏ nó hiện lên rất là rõ luôn. Và Gà cảm thấy thì đây là một cái màu rất là classy, rất là classic. Nó làm cho cái mặt của mình một cách gọi là chỉ trong 3 giây thôi sáng bưng 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 bưng, làm nhìn rất là có sức sống. Rồi ngoài ra thì nhìn nó cũng rất là Hàn Quốc nữa. Mấy cái bạn Hàn Quốc thích đánh những cái màu này lắm nè, những cái màu mà nó kiểu kiểu dâu dâu á. Và cái chất son thì phải nói là cực kỳ yêu thích. Nên nói chung là nếu mà tìm để nói là cái chất son mà Gà yêu thích nhất từ nãy đến giờ thì chắc chắn là cái cây Black Rouge này. Trời ơi nó tuyệt vời. Thế mình sẽ đưa gần cho các bạn xem. Nhìn Gà có giống học sinh không? Đó, nhìn Gà, mặc dù bây giờ năm nay Gà đã 21, 22 tuổi rồi, tuy nhiên nhìn Gà vẫn rất là... nhưng mà sao mấy em bây giờ nhìn mặt mà ghê, thật sự chán ghê. Tại sao mình đã già đầu như vậy mà mình không thể mặt mà hơn một chút xíu, mà nhìn mình lúc nào cũng tưng tửng như con điên ta. Và màu này nó còn rất là răng mình rất là trắng nữa. Thôi răng Gà không có xinh lắm nên Gà không có tự tin khoe. Tuy nhiên là màu này rất là đẹp. Tẩy cái màu này đi. Thì nhìn cái màu này là chúng ta cũng có thể biết được là nó có một cái lớp tint hồng ở dưới rồi ha. Lúc tẩy đây thì môi của mình nó vẫn sẽ đỏ đỏ, hồng hồng. Đó. Bây giờ sẽ phải đánh thêm một lớp cushion để mờ cái viền môi. Rồi tiếp theo một cây son nữa cũng đến từ Black Rouge. Thì cây này là màu A15. Đó, màu A15. Thì cái màu A15 này á, nó sẽ khác với lại cái màu A19 lúc nãy. Cái màu A15 này thì căn bản nó là một cái màu nè, nhìn vậy các bạn cũng có thể thấy đúng không? Đó là cái màu đỏ nhiều đất hơn. Cái màu như vậy thì nó sẽ trendy hơn và nó sẽ dễ dùng hơn cho tất cả mọi người. Mình sẽ thử lên môi cho các bạn xem nha. Thật sự luôn, chất son quá tuyệt vời. Một trong những chất son rất best. Rất best là cái gì ta? Đã best rồi mà còn rất. Mình phải suy nghĩ lại về khả năng tiếng Anh của mình. Như các bạn có thể thấy thì cái màu A15 này nè, nó có nhiều chất cam hơn so với cái màu A19 lúc nãy. Và cái màu như thế này thì nó là một cái màu giữa màu đỏ, một cam và màu đất. Chung quy thì đây là một cái sắc khá là trendy. Đây. Đó. Cái màu son nó kiểu gạch gạch ấy. Thì Gà cảm thấy đây là một cái sắc son mà ai đánh cũng được, ai đánh cũng hợp. Và như tiêu chí từ đầu video đến giờ thì son nào đánh cũng sẽ khiến cho mặt mình tươi hơn, bừng tỉnh hơn. Và thậm chí là khi không cần make up thì đánh lên cũng rất là xinh.
Như các bạn sẽ có thể thấy ở trong video ngày hôm nay á, tính ra gà đã make up rất nhạt rồi á, gà chỉ đánh kem che khuyết điểm nè, kẽ lại cái chân mày đó cho nó kiểu có shape một chút xíu, không highlight, không contour, và có để nguyên cái mặt như vậy và đánh son lên thôi thì gà cảm thấy nhìn cũng rất là được đúng không? Thì nói chung là để kể chuyện hồi nhỏ thì gà đi học á, mỗi ngày trước khi đến trường thì gà xung xoe, gà rất là kiểu đánh son rồi đánh kem chống nắng rồi vô một ít màu mắt, tóc tai gọn gàng, rồi nói chung là gà mới đi học thì giống như là nguyên cái quãng đời của gà đi học là chỉ để xung xoe vậy. Hồi cấp 3 gà không có học, lên đại học thì cũng ít học, nhưng mà nói chung là lên đại học thì chắc học nhiều hơn cấp 3 chút xíu. Tuy nhiên là cái hồi cấp 3 thì gà nhớ là gà chỉ diện sao cho xinh xắn xong rồi gà đến trường thôi chứ học thì chung là đừng giống gà. No. Màu này xinh quá à. Bây giờ sẽ tẩy cái màu này đi ha. Move tới cái màu cuối cùng. Thỏi xong cuối cùng mà gặp nhắc đến trong video ngày hôm nay là thỏi này, TikTok Lip Tint Velvet của This Is A Mimi. Đây là của Mimi Pop ha. Nhìn cái vỏ cũng rất là đẹp đúng không? Và cái màu mà gặp muốn nói trong video ngày hôm nay đó chính là màu Warm Brown, màu số 4. Nói chung là đây là màu số 4 thì cái cây này á, nó là một cái dạng son bấm, nhưng mà cái chất của nó thì vì nó có chữ Velvet nên các bạn cũng có thể hình dung được là nó như thế nào đúng không? Nó rất là nhung mịn, đúng cái kiểu son gạch thấp. Thì đây là cái packaging ở trong của nó, nhìn cũng rất là đẹp ha. Bây giờ gà sẽ swatch cái màu này ra tại vì máy ảnh của gà sắp hết pin rồi. Trời ơi, chết mất thôi. Đó, thì cái lần đầu tiên dùng son bấm á, thì căn bản là các bạn bấm như vậy nè. Nói chung là cây này hồi trước thì cũng có một cây rồi, rồi là mất xong gà vừa mới mua lại. Có nghĩa là cây này là cây mới toanh, tuy nhiên thì gà cũng đã biết cái chất của cái màu rồi. Đó. Sao? Cái mùi của cái cây này nó rất là sô-cô-la luôn á. Nó rất là kiểu... nói chung là cái mùi nó ngon lắm thật sự. Và ngoài ra nữa thì là cái cây son này lúc mà lên môi á thì cảm giác của nó khá là giống với cái cây Black Rouge, tuy nhiên là nó không mịn bằng. Nhưng mà cái cây son bấm như thế này thì gà cảm thấy là mang đi học nó sẽ ngầu hơn á. Với lại lúc đánh cũng tiện hơn nữa, kiểu cái đầu của nó làm siêu cấp mềm luôn, mình có thể cần để đánh trực tiếp như thế này. Rồi bạn một vài xíu thôi là nó đã kiểu lan đều khắp môi rồi. Thì gà cảm thấy là riêng cái cây này á thì mang đi học mà để trong hộp bút đồ thì nó sẽ tiện hơn, tại vì nó thon hơn là cây Black Rouge. Tuy nhiên là chất son này nó hơi thua, và màu son này thì là một cái màu như từ đầu video đến giờ lại một lần nữa, thì là một cái màu đánh lên tươi sáng dễ dùng, và ngoài ra thì nó sẽ làm cho da mình kiểu sáng bừng lên á, nhìn nó có sức sống. Video của gà ngày hôm nay đến là kết thúc. Thì hy vọng là sau khi các bạn xem xong video này, các bạn sẽ cảm thấy thích và các bạn sẽ tìm được thêm một cái dòng son nào đó mà các bạn cảm thấy là phù hợp với mình hơn, để lúc đi học á, mình xinh hơn á, thì mình cũng sẽ học giỏi hơn, mình tự tin hơn, với lại lúc học mình cũng sẽ vui vẻ hơn á. Nói chung là cảm thấy đi việc đi học không có vui, nhưng mà việc diện chân diện này nọ lúc đi học thì vui, nên dạ vậy thôi. Nhưng đi học không có vui thiệt thật luôn á. Nhưng mà cấp 3 là đi học là gà chỉ muốn xinh thôi, xinh rồi đi học thôi. Hồi xưa đi học lúc nào tóc gà cũng uống xong để dài á, xong nó cũng khá giống tóc bây giờ nè, tuy nhiên là uống cái lọn của nó quăng hơn một chút xíu. Rồi lúc nào đi học nhìn cũng rất là đó, vậy là vui rồi. Chứ học thì học cũng tà biết thôi. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nếu các bạn thích thì nhớ like và subscribe cho First Day nha. Và ngoài ra các bạn hãy bấm cái chuông nhỏ nhỏ dưới này nè, để khi nào mà First Day ra video thì các bạn được thông báo và các bạn bay vô xem gà. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.